Hello, xin chào anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em xem một cái con gạt ở một cái server khá là đẹp, nhưng đầu tư sương sương nha anh em, chỉ biết bảy thôi, được con dị giới Vita 2. Lâu quá mình cũng không xem lại con dị giới Vita 2 nó BK như thế nào. Thì anh em coi những cái video trước cho thấy dị giới nó mạnh lực cỡ nào để coi server này thì nó sẽ có mạnh, nó có mạnh hay không nha. Thì con gạt được biết bảy ở cái server 1666 tán hủ. Đồ cái server tên nhìn ảo ha, tán hủ 1666. Đây là server đặc biệt hay gì á, chắc có lẽ là server đặc biệt rồi. Cái quà nạp thì bây giờ mình không còn coi được giống như xưa nữa ta, thì bây giờ không thể nào đọc được số tiền đã nạp được bao nhiêu này, chỉ có thể thêm 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 thôi. Update này mình không thể nào thống kê cho anh em xem được VIP giống như xưa nữa. Rồi tiếp theo mình sẽ đi qua bên cái phần điểm danh. Điểm danh thì được 169 ngày nha em. Đây bắt đầu có tháng mới luôn nè. Bắt đầu tháng mới, bắt đầu điểm danh lại từ từ. Rồi mình sẽ đi qua bên cái phần đây, cái hoạt động có gì hấp dẫn không. Đây là có sự kiện hậu lô nghèo đường đồ lum như nè. Có hoạt động một ngày 16 giờ 32 triệu sẽ được 4 cái đạp văn, một cái này và một cái gương hùng đồ giới hạn, trong đó sẽ có tướng giới hạn Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Trương Giác, Khổng Minh, Tư Mã Ý, Chu Du và Hoa Đà. Nạp ngày nè, nạp ngày nó có gì? Bây giờ mấy gói nạp ngày chắc cũng khá là phong phú ha. Trời má ơi, 30 triệu được con thú luôn nè trời. Phải không ta? Đúng rồi. Thằng cơ đỏ ngẫu nhiên có thể mở một thằng cơ. À đem mới 30 triệu mà được nhiêu, phải không trời? Đây 200k, 500k được cái này, chiêu gửi được cái này, 2 triệu được cái này. Này đá này 6 triệu gửi được cái 8 cái hồ lô ngoài đường nè, chỉ là nạp ngày thôi á. 9 triệu gửi được khí linh vàng ngẫu nhiên nè, long long nữa nè. Rồi 16 triệu được cái này thì anh em biết rồi, đại việt danh tướng. Rồi cái này 30 triệu được con này, 30 triệu đường nào chạy khỏi tỷ giật anh em. Cùng kỳ sao bằng phải giật được, phải giật lụm liền chứ. 45 triệu được gì? 2.000 cái này mảnh kính. Rồi thêm này nữa, gương chọn tướng tám, đương nhiên là lấy 2.000 linh kính rồi. 65 triệu thì anh em sẽ được thêm một cái gương hùng đồ nữa. hoặc một con tướng, hoặc là hai gương tướng hén. Ôi má ơi. đầu game vô nạp phát lấy phần tạo từ dưới gương chó thánh, cái đầu đem ra múa. Chọn này mà nói chơi thì thôi chứ ai đâu mà chọn đó, nên chọn này ngon hơn nè. Mà nếu mà đã xác định không chơi con men hay này nọ thì không kích sổ hay này kia thì này ngon hơn. Tạo từ đồ nè, tướng phải le tét lét hết. Đúng, bây giờ nạp ngày phong phú ha. Còn này nạp đủ ngày thì đủ nhiêu ngày đây? Gương ngày nạp 20k, 20k, 20k. Gương gương tướng cam đỏ tán hán giới hạn ngẫu nhiên. Đù, bây giờ tán hán luôn rồi hả? Đã anh em. Lâu lâu vô coi mấy này phê ha. Nạp mỗi ngày 2 triệu gửi nhận rồi. Phê gì? Có cả gương hùng đồ luôn rồi hả? Lưu Bị, Tào Tháo, ui, Khổng Minh, Tôn Quyền rồi thôi. Cái này 2 triệu gửi anh em. Nạp 12 ngày mới 2 triệu gửi được gương hùng đồ, nhưng không có Hoa Đà. Mà cần gì Hoa Đà đâu em, có gương hùng đồ được rồi, ngày 2 triệu gửi ngon gần chết luôn. Ngon, giả miên con ngang. Rồi ok, thì bây giờ mình vô tới con ngạc này nha. Tại vì nó ngoài lề khá là nhiều. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vô tới vị tướng đó là Tôn Kiên. Tôn Kiên thì thức tỉnh 6 sao thôi, thằng binh cộng 75 với hạng đỏ, 3 món kim, 1 món đỏ, bảo vật đỏ, ngựa trùng nhật bông lôi, danh tướng cao tiệm ly, chiến pháp đơn xài là xảo biến với lại như bàn thạch.
Tiếp theo là vị tướng đam chính của chúng ta ngày hôm nay, đó là giấy giấy nè, thằng binh cộng 100, một set kim luôn nè anh em. Mấy chục ngày mà set kim mà thằng binh cộng 100, bảo vật kim luôn nè. Ngựa thì tinh ô văn luôn nè. Danh tướng kinh khao trăm mấy ngày chứ lộn. Chiến pháp có khí định luôn nha, có khí định thằng nhàn, thường công thằng tóc. Rồi rồi, con hàng này có lẽ BK ổn áp nè anh em, BK ổn á. Sổ tướng thì gần full luôn nè. Ủa ngon chưa? Sổ tướng là thiếu lục cơ nữa là full sổ luôn nè. Ủa đâm chính vậy thôi chứ. Rồi tiếp theo là mà vị tướng hỗ trợ nữa nè. Đây là trước cho trường hợp liên kết thì con hỗ trợ này chỉ phụ thôi nè, nó cũng không mạnh mẽ gì cho lắm ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên cái phần tiếp theo, đó là phần mệnh tinh, mệnh cách tướng tinh. Rồi coi anh tinh vô miếu và phụ cũng gian tình. Rồi mình sẽ đi qua bên cẩm nang coi sao. Lướt từ trời xuống dưới là một cái cẩm nang kim và hai cẩm nang kim, ba cẩm nang kim của quý chiến ngọc và hết. Chỉ vậy thôi hả? Đơn giản vậy thôi hả? Rồi tiếp theo nữa mình sẽ đi qua bên cái phần tẩy liền của nhân vật chính. Tẩy liền đù bảo kích 34%, công 38%, nên em hai giọng này là ngon ạ. Chính xác BBB. Hàng này không được nhân phẩm hay là do ít ngày quá nó chưa được tẩy giống như mấy ông kia. Đây, ba giọng ngon luôn nè. Bảo kích HP rồi thêm công. Trời ơi ba giọng. Con hàng này bảo kích cũng khá là ghê, hàng này nó đấm một phát chắc đai màu hết quá. Nó chỉ cần tung một vì sao là lụm tiền. Bảo vật thì sao? Ồ đá, anh em thấy đá tối tinh hả? Đây thì bút sát thương công bảo kích tù đã đầy. Tôi nói theo mình nghĩ là nó cái này cũng ngon nè, chắc chắn cái này phải lưu rồi. Sao mình lưu để tẩy tiếp? Không lưu không được, lưu để tẩy tiếp chứ không lưu sao được. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên này, cộng 4%, bút sát thương 4% nữa. Mấy cái này nói chung là mặc định cái dòng của nó ngon, cái dòng của nó dễ ra ngon lắm, yêu cầu có đá là dễ tẩy lắm. Khí linh là cái gì mà nó chớp chớp đây, còn thiếu một khí linh nữa. Đây khí linh là cũng tăng khá là nhiều anh em. Hèn chi ở trong cái gói nạp nó có cho khí linh đỏ luôn mà. Khi bắt đầu cả lượt tăng cho toàn phe ta khi hấp thụ sát thương bằng 10%. À đù ngon rồi. Hèn chi cái khí linh này giờ nó ra thêm giống kiểu như cái viên đá đó. Khá là ngon, rất là ngon luôn chứ khá là ngon gì. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên cái phần tiếp theo, đó là phần thẻ biến hình. Thẻ biến hình thì cũng có khá là nhiều cái thẻ đỏ nè. 5, 10, 15. Ôi có 14 cái thẻ đỏ à em. 14 thẻ đỏ và 14 thẻ cam nha. Cũng không nhiều lắm, chắc cái này đầu tư vô tướng khá là nhiều. 14 đỏ 14 cam số ngày này cũng ổn chứ đâu phải ít ỏi gì, nên cũng gọi là ổn áp đó chứ. Rồi bây giờ mình còn quên gì không ta, lâu quá mình cũng quay lại rồi nè. Mệnh tinh rồi đúng không, trang bị được rồi chơi đúng không. Ok mình sẽ ra phần tướng. Trước khi vô phần tướng anh em nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nha anh em, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Tại phần tướng thì ở phần build 3 thì nó nhanh lắm, không có ít cái để coi, với lại số ngày cũng ngon, số ngày ít đó. Hội tướng đang dư quá trời này nè. Chu hoàng cho các quả nam qua một lục dương, Lữ Bố Hán, Võ Thánh, Đại Đao Binh, dạng tượng sơ hiệu cơ hai cái. Còn tướng đỏ thì vô số. Tiếp theo mình sẽ đi qua bên cái phần chiến pháp để coi có chiến pháp nào đang mở ngõ không. Không, đúng ra là phải mở này nè. Mà ông có dương cổ rồi chắc có lẽ mở được á, đúng không? Quăng vô mở. Rồi xong rồi lấy tướng binh quần học cái nữa, đẹp. Ok, mình sẽ đi qua bên cái phần tiếp theo, đó là cái phần thần thú. Có thú quyết không nha, có thú quyết không, cái số ngày này có thú quyết không? Vẫn chưa con thú nào quyết nha em. Rồi không có luôn rồi. Vậy thì mình trở lại mình có mảnh thôi. Chắc cũng mớ mảnh nữa chứ. Đúng rồi nè, 51 mảnh công an rồi nè. Dễ gì mà không có mảnh nào được nè. Không thể nào mà không có được.
Rồi thằng ừ để mình quên coi thằng giỏ nữa. Đây thằng giỏ thì giờ mình qua đây mình coi cho nó dễ. Thì có phong ngắn một sao túi ngàn côn và chỉ thiên kiếm. Rồi đi tiếp theo luôn, trận pháp. Trận pháp của chúng ta thì đã luyện tới tam tài trận, 6% và 6%. Đúng, cái này luyện ít, luyện sớm luyện muộn gì cũng được, không quan trọng lắm. Rồi mình sẽ vô tới phần của túi đồ nha. Túi đồ thì bây giờ hay có những cái này rất là nhiều: hoa tươi, gương tứ thần, phượng thổ hoa, giao minh đăng, thiên sơn tuyết liên, gương vé ưu đãi, gương chọn thức ăn tinh tế. Ôi 10.000 nha, đang thích 10.000 điểm lẩu rồi. Từ đầu game tới giờ chưa bung thì phải, mấy tháng trời chưa bung. Gương mãnh hùng đồ bá nghiệp đồ cũng được chọn rồi chứ, hùng đồ bá nghiệp thì à hùng đồ bá nghiệp thì ủa ta, cái gương hùng đồ bá nghiệp là phải là chủ tướng chứ ta, sao mà lại không có con chủ tướng nào trong này vậy, không hề có con chủ tướng nữa. Và cái gương này là cái gương theo theo tôi nhớ mà hùng đồ bá nghiệp là một trong những vị cái server, cái một cái sự kiện đầu tiên của cái con tướng Chí Thánh Gia Cát Lượng thì phải. Tại vì cái đợt đó mấy ông kia chơi không kịp á, cái Vina Game mới mở ra một cái sự kiện khác để lấy. Sau đó mới có đúng rồi, chỉ có Chí Thánh Gia Cát Lượng lần tướng đầu tiên mở hùng đồ bá nghiệp. Sau đó mới ra Tư Mã Ý đồ này nọ. Rồi từ đó về sau mới có hùng đồ bá nghiệp luôn á. Rồi tiếp theo mình sẽ đi qua cái gương đồ, mình sẽ qua cái gương đồ và đi xuống dưới đây nữa và tiếp tục có một lương cầu tiêu luôn, ngon lành ha. Ngũ hành tiên ngọc đạp vân. Rồi xuống dưới này mình sẽ coi cái phần gì ta. Cẩm nang thần binh mã tinh đó. Ồ long minh tinh có gọi quá, đá và ngọc đúng không, đá và ngọc. Đây có thị huyết, có hấp tinh, hồi quang, tối tinh. Tối tinh là gì hồi nãy? Khi tấn công sát thương gì, khi tấn công nếu tỷ lệ HP của bản thân gì, HP bản thân gì, khi tấn công sao bây giờ sao con mắt tôi nó nhìn chữ nó chuyển cái hai ba chữ không ta, nếu tỷ lệ HP của mục tiêu thấp hơn tỷ lệ ngự giáp chuyển 48% sát thương trực tiếp của bản thân ra thành sát thương tối giáp, mục tiêu này chịu 5200 sát thương còn lại. Cũng không mạnh lắm anh em, nó có xài thôi chứ cũng chưa gọi là mạnh lắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bày ca, thì có ngày này đang hạng 29 ở trong cái server này, tại vì chúng ta build 3 thôi cho nên hạng thấp là chuyện không thể nào xảy, không thể nào tránh khỏi. Lộn á, đù bây giờ giới gặp dễ giới đó trời, hàng nào là hàng phách đây, ông kia là hai con tăng luôn nha, bye bye. Y có khí định luôn rồi, to to rồi. Thôi thôi thôi, vậy giới mình vậy giới phát rồi nhé, vậy giới của ta là gì, vậy giới riu ghê quá, nó quýt hoài luôn mà. Ok cái này mà có một phong hay này nọ nó đấm lát cứ giáp một đống luôn. Trời 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 trời, server này quái vật quá, tôi cảm giác như là gặp cái server này là chịu không nổi thiệt. Thế tôi vô con ngạc này tôi review cho anh em xem là BK là thấy không ổn rồi đó, nhưng mà nguyên tắc review của tôi trước giờ là không có coi trước ạc, có nhiều ông nói là vô coi trước rồi vô nói như thiệt. Sai đó mấy ông, sai đó, tôi không bao giờ coi trước, ông này có cả con công an luôn mà. Ôi ơi nhưng mà con động viên này sao, ủa con động viên sáu hồi nãy giờ đấm sao nó trâu dữ gì trời, con dữ giới đấm cỡ đó mà không thọ thương phát nào kìa anh em, trâu dữ gì má. Á đù nhìn thấy động viên sáu thấy dữ giới đi rồi chị sao nói, ảo ma Canada thiệt, server này quái vật không anh em ơi. Thiệt chứ top chơi mình không thể hiện được,
Con Ngạc này cũng khá là mạnh chút yếu gì nhưng mà thể hiện được à, như ông này làm được này. Hôm nay ông đổi tướng ông làm cái gì á? Nhìn giữa thánh một sao chơi nè, giữa thánh không nữa chứ, giữa thánh giờ giữa thánh một là tôi chưa đánh giá cao nữa mà. Ừ, nhưng mà ông này ghê, cái tầm này là con đóng quy nó quái vật nhất, chỉ cần có viên đá đỏ thôi là đóng quy nó quái vật. Kéo một cước một cái gì với nói động viên mày không cần bay lâu đâu, anh sẽ giúp mày xuống càng nhanh càng tốt, làm một phát một là xuống liền luôn mà, nhưng xuống để tiêu diệt mình chứ gì. Cái tầm này là con đấu quy nó mạnh thì thôi chứ. Đây đây là dạ giới, liệu liệu dạ giới nào sẽ là một dạ giới mạnh đây. Tại có cả con ấy, có cả con có khứ bệnh nữa kìa, sao đã không nhìn đam quýnh cái này ghê trời, server này ác, server này ác thiệt, tôi không thể tin được cái con ạc mà đi vô cái server đi lộn server cái gì rồi, ạc đi lộn server thì biết không, nói chung là đầu tư nhìn cũng ok đó chứ. Lên trên quýnh như du cát rồi sao? Du cát này chắc lụm cũng được. Chỉ cần tốc độ của chúng ta cao hơn là đấm phát một rồi càng cái gì nè, sao mà đỡ cho được, đỡ làm sao mà được. Nó mạnh, chỉ cần xíu xíu bay mạo liền nhẹ nhàng. Tử thượng ai thì anh em sau cái con ạc này thì mình sẽ đi tới một cái con ạc nữa, đó là để mình tiết lộ cho anh em xem, tiết lộ cho anh em một cái con ạc hình như là tử thượng có đá kim này phải. Rồi xong con ạc này ông quên đúng rồi, con ạc này ông nói là đúng rồi. Chúng tôi nhỉ, thì tôi sẽ từ từ nha, từ từ BK nha anh em nghe mình kể một câu chuyện. Ổng gửi cho mình một con ngạc tử thượng đá kim ở bên Zalo á, thì anh em nào gửi ạc mà review thì gửi dưới phần Zalo, mình để dưới Zalo mình để dưới phần mô tả. Thì bây giờ vừa gửi tôi lúc chiều hay giờ mấy giờ ta, đúng rồi chiều 2 giờ mấy á, 2 giờ 4 phút. Cái xong cái đầu tới tầm tối bắt đầu nữa, nói anh ơi ạc em bị khóa rồi sao giờ. Sau đó ông gửi cho tôi cái tấm hình tầm 4 giờ 40, 4 giờ, đúng 4 giờ 40 phút, ông gửi cho tôi cái tấm hình, mà tấm hình ở trên hùng đồ báo nghiệp nó để gì nè. Chúng tôi nhận thấy trong thời gian qua bạn đã có hoạt động gì, bạn đã có phát ngôn không chuẩn mực khi tham gia sự kiện hùng đồ báo nghiệp, tài khoản tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn và chúng tôi rất tiếc không thể can thiệp hỗ trợ mở khóa, cảm ơn bạn. How same file as you by the quality up or support. Bạn có thể kiện chúng tôi cái gì, bạn có thể gì dịch ra tiếng Việt là gì, bạn có thể gì đó. Cái này rất là quen, tại vì biết sao tôi bị cái này cũng khá là nhiều, nhưng mà những cái game trước đó, những game khác á, không phải là chửi nhau hay này nọ mà kiểu bị hack ad, hay bị hack ạt, mình vô cái trung tâm hỗ trợ là kêu mình support á, mình vô mình yêu cầu những cái vấn đề để mình cho nhân viên nó hỗ trợ mình. Như lại trước đó mấy cái đó hay vô để mà thay đổi mật khẩu thông tin được đi, thay đổi căn cước công dân đồ, chuyển buôn bán mua bán ạt á, hay vô mấy cái trung tâm đó lắm. Mới gửi 2 giờ chiều, từ 2 giờ chiều tới 4 giờ chiều chắc chửi lộn dữ lắm, tôi không biết chửi lộn cỡ nào. Thôi mình đi xuống ngạc nào top chỗ nhỏ mình coi cho nó đã đây, mà chứ có server này toàn thứ dữ không thiệt chứ, quýnh top trên quýnh không nổi rồi. Từ 2 giờ chiều tới 4 giờ chiều chỉ cách nhau là 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng rưỡi thôi, 2 tiếng rưỡi. Chỉ 2 tiếng rưỡi đồng hồ thôi, ạt ba màu.
Mình cũng tính lấy con ạc đó đi review cho đem xem đó chứ, nhưng mà rất tiếc cái ông đó ông chơi căng não quá. Chắc đại chiến võ mồm cào nát phím. Đây là một động nguyên mà không phải đá gián tiếp ấy. Ủa đã gián tiếp đó chứ. Hai lần gõ thương đã gián tiếp biết bằng năm. Nhưng không sao không sao không sao không sao chơi được. Rồi. Mày. Để coi 5 5 5 nè. Đấm cái là thọ thương, đấm cái là thọ thương. Có cả con men luôn à. Tù vậy giới mình. Nói chung không phải gì giới châu mà vô ông này không yếu quá. Xin lỗi vì tôi đã nói ông yếu, tôi xin lỗi ông nha. Bà mày sao mạnh dữ ta. Vãi thì quýnh này, tấp dưới thua luôn kìa. Tôi thấy ông làm mấy pha đầu yếu yếu sao á, mấy pha sau ông nã đi luôn ạ. Ảo mà đa thì con ngạc để vô quýnh tấp dưới ông lại luôn mà. Trời đất ạ. Khí định đằng vàng có cả phô men, khoảnh khắc được hồi sinh tôi thấy nghi nghi rồi. Tôi vẫn tự tin là mình sẽ chiến thắng. Không ngờ, không ngờ đừng nó thua luôn tiểu thượng nha. Về giới hồi đó là mấy tướng kim là quýnh là tiêu diệt tướng kim dễ lắm mà. Có khí định luôn rồi hả? Ôi nhầm, hai cướp ba mạo đồ. Giờ thằng võ ra cũng đờn thế ha. Không có thằng võ mà đổi cái âm thanh này nhìn không đã bằng cái hồi đó. Thiên nó tản bút nghe lực hơn bây giờ không lực. Quách gia phi thăng 2 đang làm carry. Nó chơi với Quách gia quýnh không lợi gì giới đâu anh em. Quách gia quýnh không có lợi gì giới được. Tại vì hỗ trợ làm sao quýnh lợi carry. Rồi, mấy trăm năm nay mới úp được cái khiên á. Chịu kiểu nó nãy giờ BK mấy trăm trận rồi tao mới ra tao dùng đường chiêu á. Nên tụi mày cho tao đứng ngó tới chết. Bây giờ đứng ngó không, không làm được gì. Sao mà đỡ được. Nhưng anh ấy có gì kế nha. Đỡ làm sao được. Có con men luôn nha. Ông này cũng đầu tư tướng khác là ngon rồi. Rồi quên có hai cái rồi. Ê đừng phong ấn, phong ấn thua sao. Rồi nhưng mà đấm gì với đâu mất máu đâu. Ngôn chú. Ngôn chú. Ngôn chú chỉ trừ nộ thôi, làm được gì đâu mà. Trừ khi mấy anh carry biến thành hình nhân. Chấp ngôn chú đó, quýnh đi. Mình nó quýnh, không cho mình quýnh luôn nè. Nó bị lỗi giao diện á. Đúng ra nó phải bị, nó phải biến thành cái hình nộm. Và cái lỗi này nó không update luôn. Nó phải biến hình nộm để biết là ở con dị giới này nó sẽ không được hành động nữa. Nó đang bị dính ngôn chú. Nó đang biến hình nộm, nó không thể nào dùng chiêu. Còn giờ anh em nhìn vậy thì thấy nó đang lỗi lỗi. Rồi 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 cái kiểu này là nó win mình đợi, nó win bằng mình cách quà. Đậu xanh nó chơi ác thiệt chứ. Cái thằng nó chơi gì ngộ. Lại suy nghĩ ra một cái ý tưởng. Hành hạ người ta ác thiệt chứ.
win người ta bằng cách này nữa. Đúng, cái server nẻ thì anh em à, VK đã giờ mấy chục trận nha, chỉ có hài vài thôi rồi lại là dễ giới, mà dễ giới nè thua nữa thôi vậy. Kinh thiệt, server này kinh thiệt. Trong này chị không nói. Quýnh sao là thua. Quýnh sao mà đánh chính không tăng nổi là thua. Rồi thì con này bay ca tấp dưới tới đó thôi. Đừng đừng có để tôi thêm nhục nữa anh em à. Đừng để tôi thêm nhục nữa. Cái server này quá mạnh, không phải là ạt yếu, ạt này vẫn ổn. Nhưng mà do server này mạnh. Nếu mà con này mình lại build qua đóng nguyên nữa thì lại chơi với mấy ông này thì được, tạm ổn, vẫn chơi top trên được. Tại vì tẩy liền đồ này nọ cũng khá là ngon. Kiếm đá nữa là qua là đấm được rồi. Server này mạnh thiệt. Công nhận BK top dưới mà cầm con này, BK top dưới quýnh không nổi luôn mà. Rồi video này cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Chúc anh em xem video vui vẻ. Bye bye.